Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 độ ngày hôm nay. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về về cổ phiếu MWG, và cái số này nó có một số cái điểm mà nó đặc biệt hơn. Cái số này nó có một số thứ đặc biệt hơn so với cả những cái số lần trước. Đấy là ở cái chỗ là bởi vì do tình hình dịch Covid hiện nay, cho nên là thành ra là chúng tôi thực hiện giãn cách và không tụ tập đông người. Cho nên là chúng tôi sẽ call với cả các bạn mà hôm nay sẽ cùng thảo luận với tôi về cổ phiếu Thế giới di động qua online. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép được bắt đầu với cả cái cổ phiếu ngày hôm nay. Và tôi giới thiệu là tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư, và người sẽ trao đổi với tôi về cổ phiếu Thế giới di động ngày hôm nay là bạn Bách đến từ bộ phận Research của VN Direct. Và bây giờ để quý vị không phải chờ lâu thì chúng ta sẽ sang cái slide đầu tiên của ngày hôm nay. Slide đầu tiên nói về tổng quan của cái công ty Thế giới di động này, thì cái công ty Thế giới di động là được thành lập bởi Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, và cái công ty đã có một cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh trong quá khứ 2016 đến 2020, nghĩa là các bạn có thể nhìn thấy là trong 5 năm thì doanh thu và lợi nhuận của công ty đã tăng gấp đôi so với cả quá khứ. Và đây là một trong những cái bước tiến mà mình có thể nhìn thấy là nỗ lực rất là lớn của ban lãnh đạo đối với cả cái hoạt động của kinh doanh của công ty này. Thì Thế giới di động là cái công ty mà đang thực hiện trong lĩnh vực bán lẻ. Cái lĩnh vực bán lẻ này là sẽ bao gồm là họ có chuỗi cửa hàng Thế giới di động, chuỗi cửa hàng điện máy xanh và chuỗi cửa hàng bách hóa xanh, chuyên về bán đồ điện tử và đồ bách hóa. Chúng ta có thể nhìn thấy cái số lượng cửa hàng cũng đã tăng rất là mạnh trong quá khứ của họ. Việt Nam, và đây là cái công ty không còn cái gì mà có thể nói nữa, thì chúng ta có thể thấy được rằng là Thế giới di động là cái công ty mà bán lẻ hiện tại là top 1 của Việt Nam và thị phần số 1. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả cái ba luận điểm đầu tiên của cổ phiếu này. Ba luận điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu Thế giới di động. Thứ nhất thì đấy là vị trí số 1 của ngành bán lẻ. Thứ hai nữa là ban lãnh đạo của Thế giới di động thì rất là năng động và rất là active trong việc là tìm kiếm đổi mới hay là thêm các dự án bán lẻ mới, để qua đấy thì giúp làm động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp trong tương lai. Cuối cùng nữa là các chỉ số tài chính của công ty cũng rất là hấp dẫn, ví dụ như là ROE tăng trưởng rất là tốt và luôn duy trì ở những cái mức cao. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm đầu tiên, đấy chính là cái việc là thị trường bán lẻ của Việt Nam rất là hấp dẫn và MWG là doanh nghiệp số 1, thì mời Bách có thể nói về cái phần này cho quý khán giả được nghe. Xin chào mọi người. Thì luận điểm đầu tiên của mình đó là về MWG là vị trí số 1 ngành bán lẻ ở trong các mạng là Thế giới di động, điện máy xanh cũng như là bách hóa. Thì đi về cái bối cảnh của Việt Nam, thì bối cảnh Việt Nam nó rất là cái thị trường bán lẻ, nhất là khi mà chúng ta chiến thắng dịch Covid trong năm 2020, giúp cho đó là GDP luôn luôn duy trì được tăng trưởng. Và đồng thời là cái thống kê của Bloomberg và IMF thì mức tăng thu nhập của Việt Nam thì top đầu trong vòng 25 năm từ năm 2000 đến dự kiến năm 2025. Vì thế với những cái tiêu chí này thì cho thấy là công ty Việt Nam rất là phù hợp cho các công ty bán lẻ với nhu cầu tăng và nền kinh tế ổn định. Thứ hai đó là về dân số, thì thực tế đối với cái quy mô dân số của Việt Nam thì giảm tương đối là quy mô dân số trẻ với mức độ tăng khoảng 2% một năm, thì đây là một dấu hiệu rất là khả quan. Cho các doanh nghiệp bán lẻ khi mà có thể tạo nên được nhiều nhu cầu từ việc tăng trưởng dân số như thế này, và cơ cấu hành thì tăng lên khi mà mức độ đô thị hóa tăng cao hơn. Sẽ khiến cho cái nhu cầu về bán lẻ ngày càng phát triển, và đây đã tạo ra điều kiện rất là tốt cho các công ty bán lẻ, đặc biệt là Thế giới di động có thể bắt được cái đà tăng trưởng trong thời gian kế tiếp. Ok, và đó là cái điều kiện vĩ mô hỗ trợ cho việc hỗ trợ cho sự tăng trưởng cho Thế giới di động trong giai đoạn sắp tới.
Và đi vào lồng điểm đầu tiên thì thế động đã rất thành công trong nhiều năm vừa qua khi mà đã biến mình trở thành là công ty dẫn đầu ngành và đứng thứ nhất trong ngành bán lẻ về điện thoại di động cũng như là điện máy. Như chúng ta thấy từ trên slide đó là trong năm 2020 ở vòng ngoài đó, thì thị phần của thế di động về mạng điện thoại di động đã chiếm đến 55% thị phần toàn quốc, thị phần điện máy chiếm 50%, cũng như là các máy tính sau một thời gian đẩy mạnh phát triển và đặc biệt là gặp được một cái thiên thời khi bằng Covid thì cái nhu cầu tiêu dùng về thực phẩm tăng cao hơn đã khiến cho là thị phần của máy tính chiếm khoảng 23% ở thành thị và 13% ở nông thôn. Cái này chỉ thống kê theo cái các cái chuỗi bán lẻ thực phẩm theo kênh FT là kênh giao dịch hiện đại. Đó là chưa kể đến những cái kênh truyền thống như là ở chợ hay là các kênh khác. Cho nên là cái mạng bất hóa xanh này đây là một động lực tăng trưởng mới cho thế giới di động và kỳ vọng là sẽ tiếp tục giúp cho thế giới di động phát triển trong những cái thời gian sắp tới. Nhìn về những cái chart bên tay trái thì chúng ta đều thấy đó là đây là kết quả của TikTok khi mà chúng tôi xem xét lại về vị thế của MWG thì rõ ràng khi mà so sánh với ngành bán lẻ nói chung của những thị trường nói riêng, thế di động luôn duy trì được một cái gọi là sự ưu việt của mình về các mặt là cam kết với cổ đông, về tốc độ tăng trưởng, về khả năng sinh lời cũng như là về vị thế doanh nghiệp. Tuy nhiên thì nếu mà so về sức khỏe tài chính thì thế di động đang có một sự cụt hơn. Chẳng qua thì với việc mà mở rộng liên tục như vậy thì cái sức khỏe tài chính của thế di động nó cũng sẽ bị tác động. Cho nên là khi về mặt sức khỏe tài chính thì thế di động không bằng ngành cũng như là thị trường. Tuy nhiên bốn phần còn lại đã xác định cho thế di động đang là một cái vị thế rất là lớn và dẫn đầu ngành, cũng như là thế di động đã lọt vào top 2 của các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong năm 2020, chỉ đứng sau tập đoàn Vingroup. Kết quả của thế di động thì như bạn Duy đã trình bày thì thực tế mà nói thì doanh thu của các mạng đều duy trì đạt tăng trưởng tăng. Đối với những cái cổ phiếu, đối với những mạng đã bảo hành như thế di động thì doanh thu của thế di động vẫn đang duy trì gọi là đi ngang. Tuy nhiên đối với những mạng mới mà thế di động đã phát triển, đó là bất phá xanh, thì như mọi người có thể thấy đó là sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2019 là 148% số cùng kỳ, cũng như 2020 là tăng gần 100% số cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp doanh thu của bất phá xanh là lên tới khoảng tầm 20% trong tổng doanh thu, và đây trở thành một cái động lực chính cho thế di động trong thời gian sắp tới sau khi mà mạng điện máy xanh cũng như mạng điện thoại đã gần như là bảo hòa. Cập nhanh một chút về kết quả kinh doanh của quý 1 vừa rồi thì quý 1 vừa rồi thế di động doanh thu vẫn duy trì đã tăng trưởng đó là 5% nhờ vào sự đóng góp của bách hóa xanh khi mà tăng trưởng 32%. Đối với lợi nhuận ròng thì thế di động vẫn duy trì đã tăng trưởng được 18% trong cùng kỳ trong quý 1 năm 2021. Và như vậy đó là lần điểm đầu tiên về cái vị trí số 1 của ngành bán lẻ mà thế di động đã cho chúng ta thấy. Ok, rất là cảm ơn Bách bởi vì đã nói cho nhà đầu tư nghe về cái việc là cái tiềm năng của ngành bán lẻ của Việt Nam và cũng như là cái vị trí số 1 của thế giới di động đã giúp cho họ có được những cái gì ngày hôm nay. Nhưng mà Duy thì muốn thay mặt nhà đầu tư thì muốn hỏi Bách thêm một số thông tin. Ví dụ như là thế thì tại sao mà thế giới di động lại có thể đứng được cái vị trí số 1 của ngày hôm nay? Và cái thứ hai nữa là liệu khi mà thế giới di động tham gia vào cái mảng bách hóa xanh chẳng hạn thì họ có cái khả năng gì mà đối thủ chưa chắc đã bắt chước được hay là đối thủ chưa chắc đã làm tốt được để mà họ có thể có được cái vị trí số 1 của cái mảng bách hóa xanh này, mà khi mà mình biết là ví dụ như là Sài Gòn Co-op hay là Vinsmart hay là Vinmart thì họ cũng rất là tấn công cái thị trường bán lẻ bách hóa, thì Bách có thể cho nhà đầu tư biết thêm được không? Thì đối với cái ý thứ nhất này á thì rõ ràng là thế di động đã thành công quá khứ và phần lớn có thể nó đến từ rất là nhiều yếu tố, mà yếu tố lớn nhất bác chỉ đó là đến từ việc đó là một ban lãnh đạo rất là nhiệt huyết và một cái chế độ quản trị của thế di động xây dựng một cách gọi là bài bản, khiến cho là thế di động có thể quản lý được số lượng cửa hàng rất lớn và lên tới 4.000 cửa hàng trong cả 3 mạng một cách hiệu quả. Cái thứ hai đó là khả năng tập trung
với là khả năng tập trung vào kinh doanh của các ban lãnh đạo, đó là việc đó họ chỉ tập trung vào việc đó là khả năng sinh lời mở những cái mảng mà họ cảm thấy đó là họ làm tốt. Nói chính xác đó là cái việc mà họ luôn duy trì được cái thái độ dịch vụ cũng như là các chất lượng cung cấp cho người tiêu dùng, khiến cho người tiêu dùng luôn luôn tin dùng và trở thành một cái thương hiệu lớn, khiến cho là cái động luôn gọi là một cái thương hiệu giúp cho nhà đầu tư luôn hướng người tiêu dùng luôn hướng đến. Chẳng hạn như ví dụ như là bây giờ nếu mà tư vấn được một cái mua một sản phẩm mới về điện máy hay điện thoại thì nhiều người họ sẽ hướng đến là gợi ý cho bạn bè mua ở Thế Giới Di Động. Bởi vì sao? Bởi vì chế độ hậu mãi, bởi vì dịch vụ, cũng như là bởi vì cách cung ứng của Thế Giới Di Động đang rất làm nó rất là tốt. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai đó là tại sao đối với Bách Hóa Xanh á, thì chủ yếu của Thế Giới Di Động là họ đang làm tốt nhất vì họ có thể ở miền Nam, có nghĩa là họ Bách Hóa Xanh hiện tại chỉ mở ở miền Nam thôi, và họ đang tận dụng ở chỗ đó là tận dụng những cơ chế quản trị mà họ đã rút ra được từ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh để áp dụng cho Bách Hóa Xanh, cũng như là xây dựng cái quy trình logistics mà đảm bảo được nguồn hàng luôn luôn tươi sống và có quy lợi nhuận cao cho công ty, thì thừa hưởng luôn được cái về cung cách dịch vụ, thì khiến cho là Thế Giới Di Động họ triển khai Bách Hóa Xanh đạt rất là nhiều lợi với một cái limit giá rõ ràng, giá tốt hơn so với chợ hoặc là những cái cửa hàng khác, giúp cho Bách Hóa Xanh đang cạnh tranh rất tốt. Ok. Đó là một số ý của mình về cái hai cái ý mà như vừa nói. Ok, vậy thì mình có thể tóm tắt lại được rằng là đối với cả cái mảng di động hay là mảng điện máy xanh thì cái yếu tố thành công của họ đến từ cái việc là ban lãnh đạo, cái yếu tố con người đúng không? Và đối với cả cái mảng Bách Hóa Xanh thì là bởi vì do họ đã có cái kinh nghiệm trong ngành bán lẻ rồi, và sau đấy thì là họ có thể họ tiếp tục duy trì cái kinh nghiệm đấy cho cái mảng Bách Hóa Xanh này. Thì bây giờ là cái thị phần của cái Bách Hóa Xanh hiện tại là đang bao nhiêu nhỉ Bách nhỉ? Đi có thể trở lại cái slide số 7. Ok. Phần của Bách Hóa Xanh đang khoảng là 23% ở thành thị, đó là thành thị ở Việt Nam. Khoảng 13% ở nông thôn, đó là những cái thành phố cấp 2. Đây là thống kê theo ESL. Thì đây là thị phần theo các kênh Modern Trade, tức là những cái kênh mà thống kê được, những cái kênh mà có chuỗi và người ta có thể collect được thông tin. Còn đối với nếu mà tính thị phần chung cho cả cái thị trường về Bách Hóa, mình nghĩ đó là chắc phải dưới 10% thôi, và tiềm năng của thị trường này có rất nhiều, bởi vì chúng ta không thể nào tính đến được đó là các quy mô về chợ hay là những trung tâm tiệm tạp hóa nhỏ lẻ khác nữa. Thì chúng ta cho thấy đó là Bách Hóa Xanh hiện tại đi đầu trong cái chuỗi hệ thống MC về grocery về Bách Hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là vĩ bánh, rất là màu mỡ trong cái thị trường này. Vâng, thì tôi cũng muốn bổ sung thêm cho quý nhà đầu tư về cái lợi thế cạnh tranh của MWG, vì sao mà mình nên chọn cái doanh nghiệp bán lẻ này. Thì đầu tiên là mình cũng đã thấy là cái doanh nghiệp bán lẻ này là cái doanh nghiệp số 1 của Việt Nam, và điều đầu tiên mình cần phải thấy đấy là cái thị trường bán lẻ của Việt Nam là cái thị trường mà màu mỡ và hấp dẫn nhất, bởi vì do là cái cơ cấu dân số vàng và cái tốc độ tăng trưởng. Thế thì làm cách nào để MWG họ có được cái khả năng mà để giành được cái vị trí số 1 trong cái miếng bánh hấp dẫn này? Thì đấy là thứ nhất là đến từ cái yếu tố con người, yếu tố văn hóa doanh nghiệp. Và để mà có cái yếu tố văn hóa doanh nghiệp này thì phải đến từ cái đội ngũ ban lãnh đạo của họ rất là aggressive và rất là năng động, nhiệt huyết. Và chúng tôi sẽ trình bày ở trong cái luận điểm tích cực thứ hai. Ngoài ra nữa thì là còn phải đến từ cái hệ thống quản trị của họ. Cái hệ thống quản trị của họ ở đây thì là chính là, nếu mà quý nhà đầu tư có thể quan tâm thì tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ máy ban lãnh đạo của MWG thì sẽ thấy rằng là có một số người là xuất thân ra là làm là về các hệ thống về IT, nghĩa là họ rất là mạnh về công nghệ. Chính vì thế cho nên là giúp cho họ có thể phát triển được cái hệ thống bán lẻ của họ một cách độc lập mà không cần phải dùng nhiều đến sự trợ giúp của các bên thứ ba. Và ngoài ra nữa thì là MWG hiện tại như mình đã biết là đang có vị trí số 1, thì cái vị trí số 1 này sẽ giúp cho cái số cửa hàng của họ là tăng rất là mạnh. Cái số cửa hàng nhiều như thế này thì sẽ giúp cho cái doanh thu của họ là lớn nhất Việt Nam luôn. Mà cái doanh thu bán lẻ của các mặt hàng mà họ bán là lớn nhất Việt Nam. Ví dụ như là nếu mà Samsung mà bán ở Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ phải nghĩ đến MWG. Hay là Apple mà bán
hàng ở Việt Nam thì họ cũng phải nghĩ đến MWG. Nghĩa là nếu mà các nhà sản xuất mà họ không hợp tác với cả MWG để MWG bán lẻ cái sản phẩm của họ thì chắc chắn là doanh thu của họ ở Việt Nam là sẽ bị sụt giảm. Thì chính từ cái việc đấy là cái công ty Thế giới di động này họ sẽ tạo ra cái áp lực mà khiến cho các nhà bán lẻ là cần phải chiết khấu nhiều hơn và cho họ hoa hồng nhiều hơn. Thì như quý vị đã biết thì cái văn hóa doanh nghiệp của MWG là khách hàng là trung tâm. Thì cái sự khách hàng là trung tâm nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà họ có nhiều cái chiết khấu hơn thì họ không chuyển hết tất cả thành lợi nhuận cho cổ đông, mà họ chuyển một phần cái lợi nhuận đấy thành những cái hình thức ưu đãi mà như Bách đã nói đấy, nghĩa là các hình thức hậu mãi tốt hơn cho người mua. Chính vì như thế là họ giữ chân được người mua. Thì cái này họ sẽ áp dụng sang cái chính cái mô hình này họ sẽ áp dụng sang bên bên mảng Bách Hóa Xanh để giúp cho họ có thể có được cái thị phần số 1 của cái miếng bánh mới này trong tương lai. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là được sang cái luận điểm thứ hai tích cực ngày hôm nay, đấy là cái luận điểm về ban lãnh đạo. Thì mời Bách có thể trình bày cho nhà đầu tư nghe về cái luận điểm này. Vâng. Về luận điểm thứ hai thì đây là một trong những cái điểm mà có thể thấy được và chứng minh được trong thời gian vừa qua, đó là việc ban lãnh đạo của MWG luôn luôn gọi là năng động và tìm kiếm những cái cơ. Vâng, do có một số trục trặc về vấn đề kỹ thuật cho nên là thành ra là tôi sẽ thay mặt Bách thì trình bày cho quý vị nhà đầu tư nghe luôn là cái ban lãnh đạo của họ thì đã tích cực ra sao. Thì ví dụ như là mình có thể nhìn lại từ quá khứ của MWG. Trong quá khứ thì ví dụ như là cái thời đầu tiên khi mà họ mới bắt đầu làm di động, họ mới làm bắt đầu làm chuỗi di động thì chỉ có 1-2 cửa hàng thôi. Và sau đấy thì là cũng đã có từng có thất bại. Và sau khi mà thất bại 1-2 cửa hàng thì họ đã thay đổi cái format của cái cửa hàng của họ. Và sau đấy thì lúc đấy là họ làm một cái cửa hàng siêu to, người ta gọi là như kiểu siêu thị di động luôn. Đấy, và sau đấy thì là họ đã, cái cửa hàng siêu to đấy nó đã thành công. Và sau đấy thì là nó đã giúp cho Thế giới di động có được cái thành công đầu tiên của họ, để họ có thể mở được thêm 10 cửa hàng, rồi 20, rồi 30. Thì cái thành công của ban lãnh đạo đợt đấy là mình có thể nhìn thấy, đấy là một thành công này. Thành công thứ hai là vào cái thời kỳ mà họ bắt đầu mở cái điện máy xanh. Thì cái điện máy xanh họ lại tấn công vào các thị trường tỉnh. Và ở thị trường tỉnh thì họ muốn thành công thì họ lại chuyển thành là cái điện máy siêu nhỏ. Đấy, nghĩa là nếu mà về cái mặt hàng di động thì lúc đấy họ nhìn thấy thị trường là họ là đang muốn tạo dựng niềm tin. Thế là họ mở cửa hàng rất to để có thể có niềm tin của người tiêu dùng. Và khi đi về tỉnh thì khi mà họ, bởi vì lúc đấy họ đã có niềm tin rồi, thì họ lại chuyển thành cửa hàng siêu nhỏ để họ có thể tiết kiệm được chi phí. Thì đấy là một trong những cái thứ mà rất là thành công của Thế giới di động trong quá khứ. Và ngoài ra nữa thì là trong tương lai thì Thế giới di động họ sẽ còn đang làm thêm cả những cái dự án mới. Ví dụ như là điện máy xanh Super Mini, nghĩa là hồi xưa là điện máy xanh mini để đi về các tỉnh, thì bây giờ Super Mini để về ở các vùng sâu hơn nữa. Ngoài ra nữa thì họ làm cả chuỗi nhà thuốc An Khang. Và tiếp theo nữa là họ tấn công sang cả thị trường bên Campuchia. Thì những cái thứ này có thể làm cho mình có thể nhìn thấy được rằng là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai là nó sẽ được khởi sắc. Và đấy. Đúng rồi. Ok, mình nghe được rồi. Thì bổ sung thêm đoạn này, đó là một số mới Google họ không phải là lúc nào cũng thành công. Thì một số cái dự án chẳng hạn như ngày xưa chúng ta có điện thoại siêu rẻ thì MWG cũng được triển khai một thời gian nhưng mà mô hình không thành công. Tuy nhiên họ lại tiếp tục họ phát triển ra được cái mô hình điện máy xanh siêu nhỏ. Thì mô hình điện máy xanh siêu nhỏ rõ ràng nó là tận dụng được hết cái quy trình về logistics cũng như là đi sâu hơn về các thị trường chẳng hạn như phường xã ở các quận huyện xa cũng như là các tỉnh xa, khiến cho nó là cùng một hệ thống nhưng mà cái doanh thu nó có thể nó sẽ tiếp tục mở rộng hơn và cạnh tranh tốt hơn so với những cái loại điện máy ở trong những cái khu vực nông thôn. Rồi tiếp tục những cái dự án như là cái nhà thuốc An Khang thì thực tế họ đang tận dụng cái lượng khách hàng mà đến với
họ đang tận dụng được khách hàng đến với cái cửa hàng hóa xanh cũng như là ví di động để mà tăng thêm một nguồn thu từ doanh thu về về bán thuốc, và đây là hoàn toàn nó là một cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau và khiến cho ví di động trở thành một tập đoàn bán lẻ. Thì vừa rồi trong vào cuối tháng 4 năm 2021 vừa rồi thì họ lại tiếp tục có thêm hai bước thử nghiệm tiếp, đó là ở mô hình bán lẻ xe đạp, họ lại xây dựng hai cái trung tâm bán lẻ xe đạp ở thành phố Hồ Chí Minh và đặt ở quận 2 và quận 9. Thì đây là những cái khu mà đô thị mới rất là phù hợp để mà người tiêu dùng họ mua sắm những cái phương tiện này, cũng như là họ áp dụng thêm một cái mô hình gọi là mô hình B2B, đó là họ tiến thêm một bước nữa từ bán lẻ họ chuyển thành đó là một phần họ bán sỉ. Và như thế họ vừa tận dụng được cái doanh thu từ việc bán sỉ cho các điểm nhỏ lẻ, cũng như là họ tận dụng hơn về cái khả năng thu được của nhà cung cấp, khiến cho là biên lợi nhuận của họ có thể sẽ biên lợi nhuận của các sản phẩm của họ có thể sẽ mở rộng, và như thế nó sẽ đồng thời nó sẽ đẩy mạnh lên cái tăng trưởng của mỗi người trong tương lai. Và mình nghĩ đây là một cái điều kiện tiên quyết mà MLG duy trì được cái đà tăng trưởng liên tục mà phải là trên 20-mấy% hiện tại, là họ luôn luôn tìm kiếm và luôn luôn mở rộng. Vâng, cảm ơn Bách vì những cái chia sẻ rất là chi tiết của Bách về những cái dự án mới của MWG để có thể giúp cho họ duy trì được cái tốc độ tăng trưởng trên 20% một năm. Và bây giờ thì mình muốn hỏi Bách một câu là thế bây giờ là Bách Hóa Xanh thì đã sắp có lãi chưa? Đấy là cái câu hỏi mà nhà đầu tư rất là quan tâm khi đầu tư vào thế giới di động, bởi vì rõ ràng mình biết rằng là nếu mà Bách Hóa Xanh bây giờ mà không có lãi hay là không sớm có lãi đi thì trong tương lai không biết là tăng trưởng của thế giới di động sẽ đi về đâu, khi mà mảng điện máy và mảng di động đã tương đối là bão hòa và công ty đã chiếm thị phần tương đối là cao rồi, đều hơn 50% thì là một cái mức thị phần mà rất là khó có thể tăng được tiếp. Còn Bách Hóa Xanh thì hiện tại thị phần mới có gần 10% thôi, nghĩa là room tăng trưởng rất là nhiều nhưng mà chưa có lãi, như vậy thì sẽ không thể nào mà giúp cho họ có được tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Vâng, Bách có chia sẻ gì với quý nhà đầu tư về cái vấn đề này không? Về Bách Hóa Xanh thì năm 2020 thì lỗ Bách Hóa Xanh đâu đó từ 800 tỷ đến 1.000 tỷ. Thì thực tế mà nói năm 2020 lại là một năm gọi là chi về đầu tư của MLG rất nhiều cho mô hình Bách Hóa Xanh này. Điển hình đó là trong tháng 4 và tháng 5 của năm 2020 thì số lượng cửa hàng mở mới của Bách Hóa Xanh mở rất nhiều, cũng như là trong quý 3 và quý 4 của Bách Hóa Âm. Thế thì họ tập trung xây dựng các trung tâm phân phối và mua sắm của các sản phẩm tươi sống, tại vì về cơ bản nó là Bách Hóa Xanh là mô hình bán lẻ về thực phẩm tươi sống, cho nên các nó hoàn toàn khác với việc đó là các trung tâm mua bán, trung tâm phân phối hàng hóa của Thế Hy Động và Điện Máy. Do đó Bách Hóa Xanh cần mới vừa cần đầu tư thêm cái hệ thống phân phối cho Bách Hóa Xanh như vậy, và như thế thì khiến cho đó là cái lỗ thực tế mà nói thì Bách Hóa Xanh đã có cái gọi là lãi trước khấu hao vào với cái quy mô, với cái doanh thu khoảng tầm đó là 1.2 tỷ trên cửa hàng rồi. Còn bây giờ đó là câu chuyện về việc đó là bao giờ có phá vốn đó. Thì mình dự kiến là cuối 2021 là kỳ vọng là Bách Hóa Xanh phá vốn, khi mà chiến lược của MLG họ đang tập trung là gia tăng cái chất lượng, gọi là gia tăng dân số trên từng cửa hàng và gia tăng cái sự hiệu quả về hoạt động các cửa hàng. Họ có thể đó là tiến lên cắt giảm mà hiện đại hóa đến cái hệ thống quản lý của các cửa hàng, cũng như đó là họ xây thêm các hoặc chuyển đổi các cái cửa hàng Bách Hóa Xanh hay các cửa hàng nhiều tầng, từ đó có thể gia tăng chi phí tầng, gia tăng doanh thu trên các cửa hàng này, và từ đó tiến đến cái bước càng ngày càng gần hơn với việc đó là ok phá vốn của Bách Hóa Xanh. Tức là Bách nói rằng là cửa hàng Bách Hóa Xanh sẽ sớm đạt được điểm hòa vốn trong năm nay, đúng không? Và nó là theo cách là tăng trưởng thêm cái doanh thu của một cửa hàng lên. Alo. Thế thì là để tăng cái doanh thu trên một cửa hàng đấy thì là mình sẽ làm cách nào nhỉ? Thì là doanh thực tế mà nói thì với cái doanh thu lên cửa hàng của Bách Hóa Xanh á, họ tiến hành đó là họ xây dựng và phân phối lại các sản phẩm
có nghĩa là họ xây dựng các mảng bách hóa xanh có nhiều tầng, như chỉ, như hiện tại đó là họ đang triển khai các mảng bách hóa xanh 5 tỷ thì với cái quy mô lớn hơn, có nghĩa là với những lượng sản phẩm nhiều hơn, diện tích lớn hơn, cũng như đó là tối ưu hóa về việc đó là quản lý của cửa hàng. Chẳng hạn như trước đây là có thể có 6 người, nhưng với hệ thống thông tin mới mà họ đang kỳ vọng hệ thống quản trị mới, họ giảm đi cái số lượng người nhân viên ở các cửa hàng, thì như thế nó sẽ càng ngày càng tăng, thứ nhất là tăng doanh thu, hay là giảm đi các chi phí tại cửa hàng, thì như thế nó sẽ Ok, thế thì Duy hiểu đơn giản là ví dụ như là mình nhìn ở trong cái slide ở đây thì là bách hóa xanh hiện tại đang có một tầng thôi, và sau đấy thì bây giờ mình sẽ xây là thành hai tầng, nhưng mà sau đấy xây hai tầng lên thì đại nhân ra về lý thuyết là tăng diện tích như thế thì sẽ tăng người quản lý, rồi thì tăng chi phí, thành ra là nó lại là bài toán là tăng tăng doanh thu nhưng mà tăng thêm chi phí, nên là lợi nhuận là vẫn không có. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm thành là tăng nhiều tầng nhưng lại còn giảm bớt người, và sau đấy thì là thành ra là nó sẽ giúp cho Bách Hóa Xanh nó sẽ có lãi, đúng không? Đúng rồi. Ok, cảm ơn Bách về cái câu chuyện rất là hay này, về việc là Bách Hóa Xanh trong tương lai làm thế nào sẽ có lãi, và Bách dự kiến là cuối năm nay thì là MWG sẽ có lãi từ cái sẽ bắt đầu hòa vốn cái mảng chuỗi Bách Hóa Xanh này, và sau đấy là sinh lời từ những năm sau. Đúng rồi, mình kỳ vọng là như vậy. Ok, cảm ơn Bách. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái luận điểm cuối cùng ngày hôm nay về mặt tích cực. Đấy chính là việc là ROE của doanh nghiệp thì luôn giữ ở mức cao. Thì như tôi đã chia sẻ với quý nhà đầu tư ở những cái số trước, thì cái chỉ số ROE hay là chỉ số lợi suất trên vốn chủ sở hữu là một cái chỉ số rất là quan trọng đối với cả một cổ phiếu, bởi vì do là qua những cái test của chúng tôi trong quá khứ thì khi mà một doanh nghiệp mà có ROE cao thì cái tăng trưởng của cái thị giá của cái doanh nghiệp đấy nó cũng sẽ ở mức tương đối cao. Ví dụ như là chúng tôi có làm một số bài test thì hồi xưa ví dụ như MWG ở cái giai đoạn mà ROE 40% thì lợi nhuận mà mình cầm cái cổ phiếu đấy trong một năm cũng được khoảng tầm 40% theo cái phương pháp tích sản. Ngoài ra nữa thì là ví dụ như cổ phiếu Hòa Phát cũng sẽ có cái lợi nhuận khi mà mình nắm giữ lâu dài cổ phiếu đấy cũng rất là cao, bởi vì do là ROE của Hòa Phát cũng cao. Và thế thì bây giờ là tôi sẽ mời Bách là sẽ giải thích cho quý nhà đầu tư, nói thêm cho quý nhà đầu tư về cái sự tích cực, cái mặt tích cực này của MWG. Vâng. Thì như Chi đã trình bày thì ROE và biên lợi nhuận của MWG luôn duy trì ở mức cao. Như trong slide thì chúng ta có thể thấy là duy trì của ROE của MNG so với các công ty khác luôn luôn cao hơn, chẳng hạn như so với tiền trên so với Vinamilk, so với FPT. Thì tuy nhiên nó vẫn đang có sự đà giảm. Thực tế mà nói thì đây đà giảm này một phần nó tác động là bởi vì tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận nó lại không bằng với tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu. Khi mà những cái năm trước đó họ đã tăng rất mạnh và họ giữ lại cái lợi nhuận đó để tiếp tục phát triển. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cái biên lợi nhuận gộp của họ luôn luôn có một cái đà và luôn luôn tăng. Thì có thể nhìn thấy rõ ràng nhất đó là ở cái biểu đồ ở góc phải dưới, chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng gọi là vượt bậc từ quý 1 2020 đến quý 2 2020, và nó vừa duy trì ở một mức tăng cho đến quý 4 2020 đạt đến khoảng 25%. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà Bách Hóa Xanh bắt đầu đó là tận dụng được cái khả năng thương lượng đối với nhà cung cấp, và họ gia tăng được cái biên lợi nhuận gộp của Bách Hóa Xanh từ khoảng 20% đến 25%, và đây là một cái minh chứng của sự thành công đầu tiên của Bách Hóa Xanh trong thời gian vừa qua. Và như thế giúp cho MLG duy trì được cái biên lợi nhuận gộp là đạt đến 22,67% năm 2020, tăng khoảng 3% so với năm 2019. Rồi, cảm ơn Bách vì cái chia sẻ rất là hay này. Nhưng mà Duy cũng muốn hỏi thêm là nếu mà tại sao mà khi mà ROE giảm như này, nghĩa là như Bách đã chia sẻ là bởi vì do là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của họ quá là cao, trong khi cái vốn chủ thì tăng còn nhanh hơn. Thế thì tại sao nếu mà họ dư vốn chủ như vậy thì tại sao họ không trả bớt cổ tức bằng tiền cho doanh nghiệp, cho cổ đông mà lại giữ lại? Như mình đã thấy thì là cái việc là
cái cổ tức của MWG thì chủ yếu sẽ là đến từ là cổ tức bằng cổ phiếu, còn cổ tức bằng tiền thì khá là ít. Thì cái này có phải là một cái vấn đề đáng quan ngại không? Vâng. Mình cho rằng đó là việc mà chia cổ tức bằng tiền đó dành cho các công ty gọi là họ đã ổn định, có nghĩa là khi mà họ đã kinh doanh ổn định rồi và không cần chi phí ra bắt nhiều trong thời gian sắp tới và cũng không có dự định mở rộng nhiều, thì họ sẽ chi ra một cái lượng tiền cổ tức lớn. Tuy nhiên là đối với một MWG, mình nhận thấy đó là MWG giống như một công ty luôn luôn stop, có nghĩa là sau một thời gian họ sau khi họ bảo hòa về mạng phí di động cũng như là điện máy xanh thì họ lại tìm ra được một cái nguồn lực mới, đó là bán hóa xanh. Vì thế họ luôn luôn cần tiền, họ luôn cần tiền để mà đầu tư, để mà mở rộng ra các chuỗi bán lẻ mới. Thực tế mà nói thì tiền mặt hình những cổ phiếu của MWG ở trong mức vẫn duy trì mức âm trong năm 2020, cho nên là cái việc mà họ dành tiền để mà sử dụng tiền để mà giữ lại mà để phát triển thêm cái chuỗi bán lẻ của mình là một cái quyết định mà mình cho là hợp lý đối với MWG. Rồi, và bây giờ thì mình muốn hỏi thêm một cái nữa là mình có thể nhìn thấy cái xu hướng ROE của MWG là vẫn đang trong đà giảm. Thế thì không biết là cái ROE, nghĩa là ROE bây giờ là 27% thì vẫn còn tương đối hấp dẫn ý. Nhưng mà nếu mà giảm tiếp nữa, những năm sau mà giảm tiếp nữa thì ROE xuống còn dưới 20% chẳng hạn thì nó sẽ không còn hấp dẫn như bây giờ. Thế thì Bách có dự kiến là cái ROE trong tương lai của doanh nghiệp là nó sẽ ở mức nào không? Cái đà giảm này liệu còn tiếp tục tiếp diễn không? Mình nghĩ cái tác động lớn nhất trong 2020 đó là Covid, có vẻ nó ảnh hưởng đến cái mảng khí di động như là các điện máy xanh, khiến cho là lượng điện dòng của khí di động hầu như là đi ngang trong năm 2020, và như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là giảm sút trong ROE của MWG trong 2020. Tuy nhiên với một cái sự phục hồi về kinh tế như là những cái lượng hướng đi mới như là để máy xanh Super Mini trong năm 2020 và triển khai qua năm 2021 thì và sự hiệu quả hơn của Bách Hóa Xanh thì Bách nghĩ đó là ROE này có thể ROE 2020 sẽ đáy và nó sẽ tăng ngược trở lại trong năm 2021. Cảm ơn Bách vì cái chia sẻ này. Vậy thì hôm nay tôi sẽ thay mặt hai người sẽ tóm tắt lại cho quý nhà đầu tư nghe về hai cái điểm tích cực ngày hôm nay của MWG. Điểm tích cực thứ nhất đến từ cái việc là doanh nghiệp là vị trí số 1 bán lẻ của tại thị trường Việt Nam, và cái vị trí số 1 này đến từ việc là ban lãnh đạo của họ rất là tích cực tìm kiếm các dự án mới và tích cực đổi mới cái chuỗi bán lẻ của mình để qua đấy là đáp ứng cái thị hiếu của thị trường và giữ chân khách hàng. Và cái cuối cùng đấy là cái ROE của doanh nghiệp thì luôn duy trì ở mức cao là khoảng tầm 30 đến 35%. Và cái ROE này thì có cái sự sụt giảm trong 2020 là bởi do tình hình Covid, và chúng tôi sẽ dự kiến là cái ROE sẽ lại tiếp tục tăng mạnh trở lại trong 2021 và 2022 nhờ cái việc là thứ nhất là tình hình Covid nó đã xuôi xuống, và thứ hai nữa là đến từ cái việc là cái bách hóa xanh của họ hoạt động hiệu quả hơn như mình đã nghe ở cái luận điểm tích cực thứ hai. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần những cái điểm mà tôi không thích khi mà tôi đầu tư vào cái cổ phiếu Thế Giới Di Động này. Thì cái điểm thứ nhất mà tôi cảm thấy rất là concern khi đầu tư cái cổ phiếu Thế Giới Di Động đấy là đến từ cái việc là cạnh tranh thương mại điện tử. Thì như mình đã biết là cái tình hình Covid trôi qua và mọi người phải work from home hay là phải cách ly xã hội rất là nhiều, thì cái điều này nó đã làm cho cái nhà đầu tư là người tiêu dùng là họ đã bắt đầu chuyển sang là hình thức là mua hàng trên mạng nhiều hơn, và họ đã dần quen với cả các hình thức thanh toán hay là các hình thức thương mại điện tử. Thì cái điều này nó có thể là làm ảnh hưởng tiêu cực đến với cổ phiếu của đến với cả cái kết quả kinh doanh của MWG trong tương lai, khi mà mình thấy rằng là quý vị có thể nhìn thấy ở trong cái biểu đồ mà tôi show ở đây, thì đấy chính là cái việc là cái doanh thu online của MWG những năm gần đây là tăng rất là ít, chỉ khoảng 2,7%, thậm chí là năm 2020 là còn giảm 26%. Thì trong khi cái tăng trưởng của thương mại điện tử thì vẫn là ở mức dương là khoảng hơn 10%. Vậy thì cái điều này cho thấy rằng là MWG đang dần bỏ ngỏ cái miếng bánh bán hàng online này đi, không còn sử dụng đến nữa. Mà mình cũng biết rằng là cái tăng trưởng của cái bán lẻ nói chung thì có động lực rất lớn đến từ là tăng trưởng của thương mại điện tử, bởi vì do là người trẻ chính là những cái người sẽ chính là những người tiêu dùng tương lai, là những người đang ưa chuộng cái việc là mua hàng trên mạng hơn bao giờ hết. Và thế thì đối với cả cái
thứ tiêu cực như thế này, thì Bách có quan điểm như thế nào? Không thì đồng ý một phần với ý kiến của Mỹ, đó là việc thương mại điện tử cái này nó là một xu hướng và nó không thể nào gọi là cản lại được nó về cái xu hướng này. Tuy nhiên là nếu mà xét tỷ lại thì các công ty mà họ triển khai cái thương mại điện tử hiện tại thì họ đang lỗ và họ đó là một gọi là cú đốt tiền khá là. Bởi vì câu chuyện đó là nếu như mà lớn giờ họ nhảy vào cái mạng thương mại điện tử như vậy thì liệu là họ có duy trì được một sự tăng trưởng hay không, hay là họ có thể đạt được thêm một ít doanh thu từ mạng thương mại điện tử nhưng họ lại tốn chi phí hơn rất nhiều. Và cái thứ hai đó là đặc điểm về sản phẩm, đặc điểm về sản phẩm của cái di động thường là những cái sản phẩm như là điện máy điện tử, điện thoại hay là những cái sản phẩm đời sống, thì mình nghĩ đó là đối với những cái sản phẩm này thì việc mà người tiêu dùng họ phải đến trực tiếp đến cửa hàng để họ xem xét, họ đặt hàng thì nó sẽ gọi là khả thi hơn so với cái việc đó là họ chỉ gọi là mua cùng một cửa hàng trên mạng. Và cái thứ ba nữa đó là với cái vị thế của mỗi lĩnh vực, chính sách hậu mãi, chính sách nội trợ với lý do thì kênh online của lý do mình đang chỉ một cái mức tăng trưởng khá tốt này, theo các bác là khá tốt, 99% đến 100% tổng doanh thu của mỗi lĩnh vực. Cái đấy là xét cho cùng thì việc mà cái kênh online của mỗi lĩnh vực đang ở cái ngưỡng hiện tại đó là một cái thử thách cho mỗi lĩnh vực trong thời gian tới. Ok, vậy tức là Bách đồng ý rằng là cái thương mại điện tử này đang là một cái rủi ro đối với cả MWG. Nhưng mà bởi vì một phần cái rủi ro này đến từ cái việc là các nhà bán lẻ online như là Tiki, Lazada hay Shopee là họ đang chiết khấu rất là nhiều và họ đang chịu lỗ rất là lớn, đúng không? Chính vì như thế cho nên là nó khiến cho là cái mảng này mình chưa nhìn thấy được. Chính vì như thế cho nên là MWG mới không tham gia. Thì tôi cũng muốn update thêm cho quý nhà đầu tư là 2020 thì là cái sale của MWG là giảm 26%, sale online đấy ạ, giảm 26% là bởi vì đến từ cái việc là họ đã ngừng các việc khuyến mãi để cạnh tranh với cả các bên khác về các mặt hàng của họ. Và chính vì như thế cho nên thành ra là người tiêu dùng chuyển sang người ta mua Tiki và Lazada. Và Tiki với Lazada hay là Shopee thì hiện tại là vẫn đang là bị âm về lợi nhuận và vẫn chưa có kết quả kinh doanh dương. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái luận điểm thứ hai về mặt tiêu cực của cổ phiếu này. Đấy chính là cái việc là tình hình Covid hiện tại là đang diễn biến rất là khó mà có thể không đáng quan rất là đáng quan ngại. Và thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ví dụ như MWG thì chúng ta có thể thấy là cái giá cổ phiếu của cổ phiếu này đang được perform không tốt so với cả những cái cổ phiếu khác, ví dụ như những cổ phiếu bên Techcombank hay là bên Hòa Phát thì họ đã tăng rất là mạnh, trong khi MWG thì có mức tăng giá rất là khiêm tốn. Thì cái này cũng một phần là đến từ cái việc là cái tình hình dịch Covid nó cứ thỉnh thoảng nó lại xuất hiện lại, nó lại bùng dịch trở lại và nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không. Thì tôi cũng muốn hỏi Bách thêm là năm 2021 này thì là lợi nhuận của doanh nghiệp là Bách đang dự kiến là nó sẽ là khoảng bao nhiêu, tăng trưởng ra sao, và cái yếu tố ví dụ như là cái đợt gần đây là Covid nó đang bùng mạnh lên, có những cái chủng mới thì Bách đã concern đến vấn đề này chưa, đã nghĩ đến cái vấn đề này chưa và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? Đối với chúng ta không thể nào mà gọi là phủ nhận được là tác động của Covid đến ngành bán lẻ và có thể nói là bán lẻ là trong một dịch này bị tác động nặng nề bởi Covid, nên là cái việc mà MWG bị có cái mức tăng giá so với các cổ phiếu hàng đầu khác HPG thì cũng là một điều gọi là chấp nhận. Tuy nhiên là mình muốn chỉ ra là MWG họ vẫn đang vượt qua dung bão Covid khá tốt và họ thích nghi với cái điều kiện Covid khá hiệu quả. Thứ nhất đó là trong việc Covid đó, nó tác động đến cái nhu cầu của các sản phẩm không thiết yếu nhiều hơn. Còn đối với các sản phẩm thiết yếu thì người tiêu dùng họ chỉ nghĩ được cái sức tiêu dùng của họ, cũng như là họ có thể tích lũy thêm cái sản phẩm này
thì MRG đã có một phản ứng rất hay ở trong cái giai đoạn mà quý 2 2020 á, là họ tăng cái độ phủ sóng của hàng bách hóa xanh trong trong vòng 2 tháng họ mở trong đó hơn 250 cửa hàng trong quý 2 2020 và họ nắm bắt luôn cái nhu cầu lớn của người dân mà khi mà họ tích trữ những cái lương phẩm, lương thực và nhu yếu phẩm, cho nên là đồng ý COVID nó tác động đến cái mạng điện thoại với điện máy, nhưng mà nếu giờ lại có một cái mạng khác đó là bách hóa xanh để hỗ trợ lại và giảm những cái tác động của COVID này, cho nên tác động của COVID đối với MRG là theo mình thấy đó là có nhưng mà cái trận thấp hơn so với các công ty bán lẻ khác. Và từ quý 3, quý 4 mà lúc đầu mình duy trì một cái giảm đã tăng trưởng trở lại nhờ vào việc đó là tăng trưởng vượt bậc của bách hóa xanh trong thời gian vừa qua. Đó là về mặt COVID. Ok, thế mình muốn hỏi thêm là thế cuối cùng là COVID như này, ví dụ như là hiện tại là ở Hà Nội là đang không cho mở cửa các hàng quán, quán bar với cả karaoke đấy. Đấy, thì như mình đã nhìn thấy ở trên thời sự ấy, thì liệu cái này chính xác luôn là cái kết quả kinh doanh của quý 2 năm nay của MWG là có bị giảm không? Bởi vì như mình đã nhìn thấy thì cái kết quả kinh doanh của MWG vào cái quý năm ngoái, vào cái quý 2 vào cái quý 2 năm ngoái, cái thời điểm tháng 3 tháng 4 ấy là bị ảnh hưởng rất là mạnh, là tăng trưởng âm thì phải. Đấy, thế thì liệu năm nay thì cái quý 2 này khi mà dịch nó đang bùng lên như này thì Bách có tính toán rằng là cái lợi nhuận của quý này sẽ thế nào không? Theo quan điểm của Bách thì thực tế mà nói thì Việt Nam cái này là tương đối tốt hơn với Covid, và năm ngoái đó là cái cú sốc đầu của Covid cho nên tác động khá nặng nề, nó tạo ra một cái low base, có một nó tạo ra một cái điểm lợi nhuận rất thấp cho MRG, cho nên là quý 2 là quý vẫn sẽ duy trì được cái đà tăng trưởng của MRG, đó là so với cùng kỳ, đó là so với quý 2 năm 2020. Tuy nhiên đó là mình phải đồng ý thêm một điều, đó là quý 2 thường là quý thấp điểm về mặt điện thoại, nên mạng điện thoại vẫn sẽ bị ít và bị ít khá mạnh. Còn đối với mạng điện máy thì năm ngoái có những cái nhu cầu ở nhà, nó khiến cái nhu cầu của các thiết bị máy lạnh hay là những cái thiết bị household, những cái thiết bị ở gia đình đó, nhu cầu nó vẫn tăng cao vì mọi người giãn cách khá lớn, là cái cơ giới xã hội nó khá là căng thẳng. Tuy nhiên là năm nay thì mình thấy đó là giãn cách xã hội hiện tại nó chỉ là giãn cách xã hội trong khu vực thôi, cho nên là ok đồng ý đó là quý hai nó sẽ có một cái mức tăng nhưng mà có thể sẽ không tăng mạnh. Đối với những kết quả của năm 2021 thì bên Bắc bên thị trường đang dự kiến một cái độ tăng trưởng về lợi nhuận là 37%. Alo, Bách ơi, cái đoạn 37% là nó như nào nhỉ? Bách nói lại một tí, bởi vì đoạn đấy tự dưng nó bị mất tiếng. Về mặt dự phòng của theo báo cáo của bộ phận thị trường của VND thì hiện tại bộ phận thị trường đang dự phòng đó là lợi nhuận ròng của MRG sẽ đạt tăng trưởng khoảng tầm 37% trong năm 2021 nhờ vào sự phục hồi sau dịch cũng như là sự thành công của chuỗi bách hóa xanh trong năm nay. Ok. Rồi cảm ơn Bách về cái quan điểm của Bách trong cái diễn trong cái luận điểm tiêu cực thứ hai này. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái luận điểm tiêu cực cuối cùng ngày hôm nay. Đấy là chính là cái rủi ro chia ESOP thì nó ảnh hưởng ra sao đến cái lợi ích của cổ đông. Thì như mình đã biết thì là cái ESOP của Thế giới di động là năm 2020 là lên đến tận 22 triệu cổ phiếu. Nó và cái số lượng ESOP này thì nếu mà mình nhìn sang các cái chuẩn mực báo cáo tài chính nước ngoài của Mỹ chẳng hạn, hay là ví dụ như là theo quan điểm của ông Warren Buffett, thì là những cái ESOP này đã nhận ra là nó phải hoạch toán vào cái chi phí cho doanh nghiệp, và khi mà nó hoạch toán vào cái chi phí cho doanh nghiệp như thế thì cái lợi nhuận của cổ phiếu nó sẽ giảm rất là mạnh. Bởi vì do là nếu mà tôi dự tính thử thì 22 triệu này với cái giá là khoảng tầm 100 một cổ phiếu thì cũng sẽ phải lên đến tận 8, nghĩa là gần 800 tỷ chi phí cho doanh nghiệp này, trong khi một năm thì doanh nghiệp có lợi nhuận khoảng tầm 3.900 tỷ.
Vậy thì Bách có cái quan điểm như thế nào về cái thông tin này? Đây, cách hoạch toán chi phí thì có thể là một chuẩn mực của một quốc gia cũng như tự nhiên nó có thể có khác biệt. Nhưng mà cái bên Bách đó là nếu mà sử dụng cái tính cái chi phí đó là công ty sử dụng thì nó mà tính theo giá thị trường thì để làm chi phí thì Bách nghĩ đó là không thể đáng lắm, vì thực tế công ty vẫn sử dụng lại cái dòng tiền của mình và không thể chi ra cái lượng tiền như vậy, có là tiền là tiền đầu công ty vẫn còn giữ được lại cái công ty để mà tiếp tục phát triển. Vậy thì cái chi phí của công ty và cổ đông họ mất ở đây là như thế nào, là sự pha loãng về quyền lợi. Có thể là ví dụ như ngày xưa công ty làm được khoảng tầm 100 đồng trên một cổ phiếu thì bây giờ họ chỉ làm được khoảng cổ đông chỉ hưởng được khoảng 98 đồng, do 2 đồng còn lại sẽ là chuyển cho những người được kiểm soát. Cho nên là về cái chính sách đó là cái việc cái shop đó là một cái chiến lược khá hay để mà giữ được cho cái đàn tích của những người, bởi vì ngay cả lúc ngay lần điểm bắt đầu mình đó là mở đầu có một cái ban lãnh đạo và ban lãnh đạo đó là một cái bộ chủ phát triển cho mọi người, và một cái shop là một cái công cụ để giúp cho mọi người giữ lại được cái ban lãnh đạo đó, giữ lại được đội ngũ đó và để giúp cho cái công ty luôn đạt được cái đàn tăng trưởng cao. Có nghĩa là nó sẽ cân bằng được về cái lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông cũng như là lợi ích của ban lãnh đạo doanh nghiệp, hai cái này sẽ cân bằng công ty mình phát triển được một cách tốt nhất. Đó là quan điểm của anh. Ok, ngoài ra nữa thì tôi cũng muốn bổ sung thêm về cái ESOP này. Thì như quý nhà đầu tư đã nhìn thấy ở cái chương trước của chúng tôi là về cái luận điểm tích cực ý, thì cái ROE của doanh nghiệp hiện tại đang là 35%. Và nếu mà giả sử như là cái ESOP này mà tính cả vào chi phí đi thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm đi chẳng hạn. Thì lúc đấy cái chúng tôi có trừ đi thì cái ROE mới khi mà trừ cái chi phí ESOP này đi thì vẫn sẽ được trên 20% một năm. Thì cái ROE trên 20% một năm đối với một cổ phiếu hàng đầu thì chúng tôi vẫn nhận thấy đây là một cái điểm rất là hấp dẫn. Chính vì vậy cho nên là đối với chúng tôi thì cái rủi ro này là có, nhưng mà chắc là nó sẽ lo ngại khi mà nếu như mà chuẩn mực kế toán Việt Nam định chuyển sang giống US GAAP, nghĩa là họ sẽ phải hoạch toán cái chi phí về ESOP vào cái báo cáo tài chính, thì nó có thể ảnh hưởng 1-2 năm đầu để quý nhà đầu tư quen với cả cái báo cáo tài chính mới của MWG. Còn về cơ bản thì cái bản chất của doanh nghiệp, ví dụ như là dòng tiền, rồi thì là nhân viên, rồi thì là chi phí hay là bất kể một cái thứ gì khác, doanh thu hay lợi nhuận thì đều được giữ nguyên, và nó chỉ thay đổi về cái chuẩn mực kế toán thôi. Và đấy là những cái chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay đối với cổ phiếu MWG này. Về mặt tiêu cực sẽ có 3 cái. Thứ nhất đấy là đến từ việc là Covid nó diễn biến rất là phức tạp và chúng tôi nhận định rằng là nó có ảnh hưởng đến MWG. Tuy nhiên thì là cái quý 2 năm ngoái cũng là một quý MWG bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi Covid. Chính vì như vậy cho nên là cái kết quả tăng trưởng của năm của quý này vẫn sẽ tốt và năm nay thì vẫn sẽ tăng trưởng tốt. Cái luận điểm tiêu cực thứ hai là về rủi ro thương mại điện tử. Thì chúng tôi cũng đồng ý rằng là có cái rủi ro này nó có thể ảnh hưởng đến cái mảng thương mại điện tử của doanh nghiệp, hay là cũng ảnh hưởng đến cái tăng trưởng doanh thu trong tương lai về các mảng di động hay là điện máy xanh hay là điện máy hay là bách hóa của MWG. Tuy nhiên là doanh nghiệp họ hoạt động trong cái lĩnh vực thương mại điện tử thì vẫn đang bị lỗ, và chính vì như vậy cho nên là thành ra là cái việc là các công ty thương mại điện tử hiện nay mà chiếm được cái thị phần của MWG là chủ yếu là đến từ cái việc là họ chiết khấu rất là nhiều và bán sản phẩm rất là rẻ so với cả việc mua của MWG, làm cho cái doanh thu của họ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là trong tương lai nếu mà các doanh nghiệp thương mại điện tử không tìm ra được cách có lãi đi thì họ sẽ không còn giữ được cái mức chiết khấu hấp dẫn như bây giờ nữa, và lúc đấy thì miếng bánh sẽ lại là một miếng bánh mới cho công ty thế giới di động có thể tham gia. Và cái luận điểm cuối cùng là cái việc ESOP nó có thể ảnh hưởng đến cái lợi ích cổ đông trong về lâu về dài. Thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ thêm là ROE khi mà điều chỉnh bởi ESOP thì vẫn trên 20%. Và nó vẫn là một cái mức rất là hấp dẫn đối với cả một cổ phiếu đầu ngành. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần Q&A ngày hôm nay. Vâng, thế thì giờ tôi sẽ xin phép là sẽ bắt đầu ngồi đọc câu hỏi đầu tiên của quý khán giả. Là chuyên gia giải đáp CTG đi ạ.
target target của năm nay khoảng bao nhiêu ạ? À, thì xin được chia sẻ với bạn Huy Phong là cái cổ phiếu CTG thì chúng tôi cũng đã từng làm một số về cổ phiếu 360, là về cổ phiếu CTG này trong mấy tuần trước, thì bạn có thể xem lại cái chương trình đấy để có thể hiểu hơn. Còn về cái giá mục tiêu thì hiện tại là PBook của doanh nghiệp đã đang khoảng tầm 1.6, thì đây là giá mục tiêu cá nhân của tôi thôi. Thì ví dụ như là khoảng tầm 1.8 chẳng hạn, hay là khoảng tầm 2 chấm thì là cái mức giá mà đang hợp lý đối với cả các ngân hàng bank hiện tại. 1.6 ở đây là cái P/B của CTG trong cuối năm 2021. Thì nói tóm gọn lại là nó sẽ có khoảng upside khoảng tầm 15-20% nữa đối với cái vùng giá này. Vâng. À, tiếp theo nữa là một bạn là Nguyễn Tùng hỏi câu hỏi là: xin chuyên gia cho hỏi Masan với Vinmart và Vic với Vinshop có ảnh hưởng gì đến Bách Hóa Xanh hay không? Thì cái câu này thì mời Bách cho ý kiến trước. Alo. Vâng. Câu trả lời của bạn Bách đối với cả cái câu hỏi này. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư khác. Đấy là bạn Dương Huế hỏi là: các chuyên gia cho em hỏi, hiện tại MWG đã mở 20 cửa hàng tại Campuchia và dự định hoàn tất 50 cửa hàng trong thời gian tới. Với tình hình Covid hiện tại ở Campuchia thì có ảnh hưởng đến các cửa hàng của MWG tại Campuchia và kế hoạch đầu tư sắp tới không ạ? Em cảm ơn. À vâng, thì mời Bách trả lời. Cá nhân mình thì thấy đó là việc mà mình lên gồm mở các công ty sử dụng khoảng 20-50 cửa hàng thì nó sẽ nó rất là nhỏ, thì quay lại đấy là một cái hướng cực nguyên của mở lên gồm để mà có thể gọi là bước mình đã biết rồi. Và hiển nhiên việc Covid của các công ty thì đây cái đó là cái hiển nhiên. Và mình thì thấy đó là việc delay này không quá nhiều đối với cái hoạt động mở lưu ở trong năm 2021. Vâng, và tôi cũng đồng ý với cả quan điểm của Bách là cái số cửa hàng của MWG tại Campuchia rất là nhỏ, và đây cũng chỉ là một trong các ngã rẽ của họ về việc là tìm động lực tăng trưởng trong tương lai thôi, và cho nên là thành ra là có thể là nó sẽ delay lại cái kế hoạch đầu tư này, nhưng mà cái tình hình của doanh nghiệp thì nó vẫn sẽ là hấp dẫn. Vâng, tôi sẽ sang câu hỏi tiếp theo của một người xem là Tuấn Hoàng, là xin chuyên gia cho hỏi mảng Bách Hóa Xanh có chiến lược thành công chưa và liệu bao giờ sẽ hòa vốn. Thì như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ với cả quý nhà đầu tư, đấy là cái mảng Bách Hóa Xanh là đã có chiến lược để thành công rồi, và hiện tại là chúng tôi đang dự kiến là cuối năm nay là có thể sẽ hòa vốn rồi. Ok, các chuyên gia có ước tính lỗ 2020 của Bách Hóa Xanh là bao nhiêu không? Thì cái này là lúc nãy chúng tôi có trả lời là khoảng từ 800 cho đến 1.000 tỷ. Quý 1 2021 là bao nhiêu và kế hoạch 2021 của mảng Bách Hóa Xanh này như thế nào? À, thì Bách có thể chia sẻ thêm cho nhà đầu tư là cái kế hoạch của doanh
Thì ví dụ như là bọn mình đã nói là cái bách hóa xanh năm nay là nó sẽ hết lỗ, nhưng mà đấy là cái dự kiến của bọn mình thôi. Còn đối với cả doanh nghiệp thì cái kế hoạch của họ về bách hóa xanh là như thế nào nhỉ? Ok, thế còn về tình hình lãi lỗ thì sao? Vâng. Ok, và mình sẽ sang câu hỏi tiếp theo của bạn Tạ Phú là muốn chơi chứng khoán thì làm như thế nào vậy ạ? À, thì cái việc chơi chứng khoán thì nếu mà bạn hỏi về cái việc là làm cách nào để có thể giao dịch thì bạn có thể đến quầy của VN Direct để mở tài khoản, và sau đấy thì chúng tôi sẽ có nhân viên hướng dẫn bạn một cách chi tiết và tận tình. Ngoài còn nếu như mà bạn hỏi là muốn chơi chứng khoán theo cách hiểu là tìm mã nào và đầu tư như thế nào để sinh lời, thì hiện tại là chúng tôi cũng đang có cái khóa học đi stock, và cái khóa học đấy thì đã khai giảng rồi, nhưng mà sắp tới hàng tháng thì định kỳ hàng tháng hay hàng quý thì chúng tôi cũng có những cái khóa học khác, thì bạn có thể đăng ký tham gia những cái khóa đi stock này để có thể nâng cao kiến thức của mình trong cái lĩnh vực đầu tư cổ phiếu và chứng khoán. Và bây giờ thì tôi sẽ sang câu hỏi tiếp theo là của bạn Lê Quang Thắng là MWG không còn hấp dẫn về giá này, ESOP nhiều, khối ngoại chiếm 49% rồi. Thì mình cũng thì cái việc là hấp dẫn của một cổ phiếu thì nó cũng rất là phụ thuộc vào quan điểm của từng người, bởi vì do là có người thì sẽ thấy là bạn nữ này xinh, hay có người thì lại thấy bạn ấy không xinh. Thì cái này thì tôi cũng có thể đồng ý với cả bạn Lê Quang Thắng ở một phần, đấy là cái ESOP của cổ phiếu MWG khá là nhiều và room ngoại thì cũng đã full rồi, cho nên là động lực tăng trưởng của MWG cũng khá là khó trong những cái việc như thế. Vâng ạ. Bây giờ tôi sẽ xin phép là sang một câu hỏi tiếp theo nữa là bạn Trần Nam là VHM giai đoạn này bạn đánh giá thế nào? Thì cái cổ phiếu VHM là một cổ phiếu khá là to, vì và thì tôi sẽ chỉ nói qua thôi, thì đây là cổ phiếu về dòng bất động sản, và hiện tại thì họ đang có những cái dự án rất là về các và chủ yếu là họ có những cái dự án về chung cư và ở những cái khu vực mà nó tương đối là và các dự án mới của họ trong tương lai mà sẽ có tạo ra lợi nhuận và doanh thu cho cổ phiếu, là những cái dự án mà nó ở cái vị trí là rìa trung tâm thành phố hay là ở các vùng tỉnh. Thì đối với tôi thì cổ phiếu bất động sản là một cái cổ phiếu Vinhome là một cổ phiếu khá là hấp dẫn, và chúng tôi sẽ có thể là sẽ nói với cả quý nhà đầu tư trong một cái buổi khác, và khi đấy thì trong cổ phiếu 360 và chúng tôi sẽ dự kiến sẽ lên sóng trong những thời gian tới, và mời bạn Trần Nam đón xem cái chương trình đấy ạ. Và cảm ơn bạn Trần Nam. Tiếp theo nữa là chuyên gia cho hỏi MWG triển vọng giá như thế nào vào cuối năm, thì cái này Bách có thể trả lời được không nhỉ? Alo, câu hỏi là chuyên gia cho hỏi là cổ phiếu Thế Giới Di Động giá cuối năm nay triển vọng thế nào? Bách đã trả lời là giá cổ phiếu trong tương lai là target là 173.000. Còn đối với tôi thì cái triển vọng giá của MWG nó sẽ phụ thuộc vào việc là doanh nghiệp perform như à nghĩa là hành động như nào trong cái giai đoạn Covid sắp tới, và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ra sao. Thì tôi đang kỳ vọng rằng là cái quý 2 và quý 3 này là cái năm ngoái là cái năm giai đoạn thấp điểm của MWG, khiến cho họ là có cái doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng âm.
Thì năm nay khi mà họ không còn bị ảnh hưởng mạnh bởi Covid, và chúng tôi cũng đã chia sẻ trước đấy là chúng tôi vẫn, mặc dù là tình hình Covid hiện tại vẫn đang phức tạp, nhưng mà chúng tôi tin rằng là cái lợi nhuận của doanh nghiệp có thể vẫn sẽ được duy trì theo như kế hoạch. Thì cái đấy nó sẽ, và khi mà ra những cái báo cáo tháng sắp tới của MWG thì có thể đấy là những cái điểm tích cực khiến cho cổ phiếu có thể tăng giá. Ngoài ra có một cái điểm khác nữa mà mình có thể để ý, đấy là những cổ phiếu ngân hàng hay là những cổ phiếu như là Hòa Phát đều là các blue chip, nghĩa là các cổ phiếu vốn hóa to trên sàn chứng khoán Việt Nam đều đã có mức tăng giá khá là tốt từ đầu năm đến giờ. Tuy nhiên MWG thì hiện tại khá là khiêm tốn với cái mức tăng giá của mình, và cái điều này nó hở ra một cái cơ hội tăng giá trong tương lai khi mà những cái cổ phiếu khác đều đã tăng trưởng rất là tốt, trong khi MWG cũng có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhưng mà giá thì lại chưa tăng mấy. Vâng. À, xin chuyên gia cho hỏi là Bách Hóa Xanh có lợi thế cạnh tranh gì so với chuỗi Vinmart và Vinmart cộng? Thì như Bách lúc nãy có chia sẻ là chúng tôi đang có, là hiện tại là nếu mà bạn để ý là cái Vinmart và Vinmart cộng thì họ sẽ chủ yếu là bán những cái hàng thực phẩm đông lạnh hay là những cái cửa hay là những cái hàng FMCG, nghĩa là những cái hàng đóng hộp sẵn ý. Trong khi đấy thì Bách Hóa Xanh có lợi thế hơn hẳn, đấy là họ biến một cái chợ mini ở trong một cửa hàng rất là nhỏ, họ biến cả một cái chợ của bạn thành, mà bạn hay đi chợ ấy, thành một cái cửa hàng rất là nhỏ và rất là tiện sạch, và sau đấy thì là ở trong đấy sẽ có những nhân viên mà họ sẽ chặt cá cho bạn hay là sẽ xử lý thịt cho bạn để bạn có thể mang về mà chế biến thức ăn. Nghĩa là hồi xưa thì khi mà một người muốn đi chợ thì họ không bao giờ nghĩ đến việc là họ có thể vào Vinmart cộng bởi vì nó sẽ không thể nào kịp được. Tuy nhiên là khi mà đối với cả Bách Hóa Xanh thì họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là chỉ cần vào Bách Hóa Xanh thôi, và sau đó là họ có thể là mua được hết tất cả các đồ có mà họ cần thiết cho một bữa ăn bữa tối của mình, và đấy chính là những cái lợi thế mà rất là lớn đối với cả MWG. Một độc giả khác là bạn Phúc Chí Lê hỏi là: xin hỏi cách tính ra con số lỗ 800 đến 1.000 tỷ của Bách Hóa Xanh là như thế nào? Vì tính theo thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế thì Bách Lỗ Xanh gây lỗ khoảng 2.000 tỷ cho 2020 và hơn 600 tỷ cho riêng quý 1 2021. Biên lỗ ròng là 10% doanh thu. Vâng, thì xin Bách trả lời cái câu hỏi này của quý nhà đầu tư. Cái này thì cảm ơn anh Phúc. Cho mình tính chính lại, đúng là con số lỗ 1.000 tỷ đó là của năm 2019, và mình có một số cái tính toán lại, kiểm tra lại thì con số của 2020 là 1.000 tỷ, đó là số lỗ, và câu thông tin của anh cũng là hợp lý, và em tính cũng theo cái thông tin của cách tính của anh, các cái thông tin của 1.000 tỷ cho năm 2020. Vâng, thì Bách có thể chia sẻ thêm là cái cách làm sao mà Bách có thể tính ra được cái con số 1.900 tỷ này không? Trong phần thuyết minh thì có cái phần lỗ của Vicom chủ yếu đó là từ Bách Hóa Xanh, chúng ta sẽ lấy cái này và nhân chia ngược lại cho cái thuế suất là chúng ta sẽ ra được con lỗ. Cái này thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với cả quý nhà đầu tư, đấy là cái này tôi cũng đã từng đặt vấn đề với cả bên doanh nghiệp MWG về việc là bọn tôi là chuyên viên phân tích thì rất hay là đọc cái báo cáo tài chính của MWG trong quá khứ, nghĩa là trong cái phần thuyết minh đấy, và sau đấy là tính cái số lỗ dự phòng đấy, thì bên MWG họ bảo là cái con số lỗ đấy nó không phải là cái con số chính xác, mà bởi vì do là thứ nhất là nó đến từ việc là MWG có rất là nhiều các doanh nghiệp khác nữa bên cạnh là cái doanh nghiệp là về Bách Hóa Xanh này, và thứ hai nữa là cái ước tính lỗ lãi đấy, nghĩa là của cái chi phí của một cái công ty con đấy nó không chuẩn được bằng là họ tính, và cho nên là thành ra là mình cũng khó có thể dùng cái thuyết minh này để có thể nói về cái lỗ của Bách Hóa Xanh được, mà mình chỉ có thể dùng để tham khảo thôi. Và một bạn khác là Huy Phong hỏi rằng là chuyên gia đánh giá về Vinamilk. Vâng, cảm ơn sự ủng hộ của bạn Huy Phong đối với chương trình. Và bạn Trần Nam thì hỏi là MBB bạn đánh giá sao về mã này? Vâng, thì kính thưa quý nhà đầu tư, thì là chúng tôi rất là cảm ơn cái sự
quan tâm của quý nhà đầu tư đối với cả các cổ phiếu của đối với chương trình và đối với các cổ phiếu nói chung. Và bởi vì do là cái thời lượng của chương trình thì nó cũng có hạn, cho nên là thành ra là chúng tôi xin phép là sẽ dành riêng các số để nói về những cái cổ phiếu Vinamilk, MBB hay là những cổ phiếu về Vinhome. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ không thể nói kỹ được, còn nhưng mà chúng tôi sẽ nói qua. Ví dụ như là Vinamilk thì hiện tại là cái lợi nhuận của doanh nghiệp là đang ở mức đi ngang, nghĩa là tăng trưởng rất là chậm. Trong khi đấy thì là cái kế hoạch của họ để đi tìm động lực tăng trưởng là hiện tại là chúng tôi thấy là vẫn còn tương đối là loay hoay. Cái kế hoạch của họ là nó sẽ đến từ cái việc là ví dụ như là họ sẽ xuất khẩu sữa chẳng hạn. Đấy, hay là họ sẽ đi tìm các cơ hội M&A, hay là họ đi tìm những cái mặt hàng cao cấp hơn, họ tham gia vào các mặt hàng cao cấp. Thì thứ nhất là tôi thì với cả cái con mắt của một người mà cũng đầu tư cổ phiếu nhưng mà tôi cũng không phải là chuyên gia về Vinamilk nhá, thì tôi cũng chỉ nói qua thôi. Thì tôi cảm nhận của tôi rằng là tôi thấy rằng là cái việc xuất khẩu sữa hay là cái việc là tìm cái đánh vào thị trường phân khúc cao cấp thì nó đều không thể nào mà giúp cho cái Vinamilk có được cái động lực tăng trưởng cao như hồi xưa. Và chính vì như thế cho nên là giá của cổ phiếu khi mà không có cái tăng trưởng về lợi nhuận thì nó cũng sẽ diễn biến nó hài hòa hơn so với cả những cái cổ phiếu mà nó có cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Bởi vì do là lúc đấy thì quý nhà đầu tư sẽ chỉ hưởng đến từ cổ tức với cả hưởng đến từ cái size tăng lên rất là chậm của doanh nghiệp. Và đối với MBB thì đối với tôi thì cổ phiếu của ngân hàng quân đội thì rất là tốt. Đây là một cổ phiếu mà xứng đáng để mình có thể nắm giữ dài hạn. Vâng. Bạn Tuấn Dương Nguyễn hỏi: cảm ơn chuyên gia trả lời câu hỏi trên. Mình xin hỏi thêm là mô hình của Bách Hóa Xanh có thực phẩm tươi sống nên khả năng bị hỏng phải vứt đi cũng nhiều hơn Vinmart. Trước kia anh Tài có chia sẻ Bách Hóa Xanh định cắt giảm lại nhưng làm khách hàng không thỏa mãn. Ok, thì như vậy Bách Hóa Xanh làm thế nào để cân bằng giữa khách hàng, giữa sự thỏa mãn của khách hàng và hạn chế vứt hàng bị hỏng? À, thì cái này tôi cũng sẽ chia sẻ luôn rằng đấy là MWG họ có một cái tip rất là hay, nghĩa là họ có chia các mặt hàng của họ ra là hàng ngày 1 này, hàng ngày 2, hàng ngày 3, và khi mà hỏng rồi thì họ vứt đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là hàng ngày 1 nghĩa là hàng tươi sống 100%, họ mới mua về 100% thôi thì họ sẽ bán với một mức giá khác. Còn hàng mà khi mà họ đã mua về và họ chưa tiêu thụ hết mà để lại quá thời gian hay là nhiều thời gian hơn một chút này thì họ sẽ có bán một cái mức giá rẻ hơn, và sau đấy nữa thì là cái hàng cuối cùng thì họ cũng bán mức giá rẻ nữa, nghĩa là họ chia các hàng tươi sống của họ thành rất là các nhiều loại hàng khác nhau theo thời gian nhập và với giá khác nhau luôn. Thì chính vì như thế cho nên là sẽ giúp cho khách hàng là nếu mà họ muốn mua rẻ nhưng mà vẫn sử dụng được thì họ có thể mua cái hàng mà loại 3, còn nếu mà khách hàng mà muốn hàng tươi sống nhưng mà giá cao một chút thì họ có thể mua hàng tươi sống 100% loại 1. Và chính vì cái điều đấy cho nên là thành ra là giúp cho họ có thể cân bằng được giữa cái lợi ích của khách hàng với cả cái lợi ích của và cái mặt lợi ích kinh tế. Và MWG cũng có chia sẻ, nghĩa là MWG cũng có chia sẻ về cái tỷ lệ hủy hàng của họ ấy thì là cũng đã giảm dần theo thời gian, nghĩa là cũng không phải là nghĩa là nó không bị tăng lên đâu mà nó giảm dần, và khách hàng thì vẫn là tương đối hài lòng với cả cái dịch vụ của họ. Khi bởi vì cái này mình có thể nhìn thấy qua cái việc là doanh thu trên một cửa hàng thì vẫn đang duy trì ở mức tương đối tốt và vẫn là cao so với cả hồi xưa. Và thế thì tôi xin phép đấy là sẽ là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, và tôi rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm đến cổ phiếu MWG và quan tâm đến chương trình, và xin phép được gặp lại mọi người trong chương trình lần sau. Vâng, chào mọi người ạ.